Lan Tâm Thiện kính chào cô chú anh chị. Cả nhà ơi, chiếc vàng là rất là nhiều hoa cát đúng không cả nhà? Và rất nhiều anh chị chơi cát tơ da đang quan tâm một điều là làm sao để cây lan cát tơ da mình dễ ra hoa. Tại vì có nhiều người chăm cát, chăm mãi luôn lên cây con mãi luôn mà không có hoa. Và làm sao để khi mà nó có bời hoa thì nó có nhiều hoa. Và mình thời điểm nào là mình đi phân kích. Tại vì nhiều người ai cũng biết là làm sao để đi kích hoa cho nó cát mình ra hoa. Và chọn cái dòng phân nào cho nó phù hợp. Và ở thời điểm nào thì mình đi kích hoa là hợp lý nhất. Và có hai loại cát tơ da thì mình có hai dòng. Một là dòng cát mini, đó là dòng tú cầu. Cát mini là dòng cát hai lá đó. Còn một dòng nữa là dòng này là anh chị rất là cồn luôn, đó là dòng cát một lá, dòng cát hoa to đây đó. Và hai dòng này thì mình có, nếu mình nhà mình trồng hai dòng này thì mình có đi phân giống như nhau không và cách chăm sóc như thế nào. Rồi giờ mình chăm sóc cát tơ da nha anh chị, mình sẽ nói vấn đề chăm sóc cát tơ da trước đi. Khi mình chăm sóc cát đó, thì mình sẽ quan tâm là làm sao để cây con nó lên. Rồi thì cây con nó lên thì mới có hoa. Nhưng mà thường nhà của anh chị á, mình sẽ có hai, thường mình sẽ có hai dòng cát. Một là dòng cát mini, là dòng cát tú cầu. Hai là dòng cát một lá, cát hoa to. Vậy thì cách chăm sóc nó có giống nhau không? Đó, anh chị cũng hay quan tâm là vậy thì hai em này đi phân có giống nhau không và đi kích có giống nhau không. Rồi nó đang là hai dòng khác nhau đó, không biết là chăm sóc có giống nhau không, không đúng không cả nhà. Thì mình chăm sóc giống y chang nhau luôn, nhưng mà mình phải hiểu một điều nè. Cát tơ da là dòng cát một lá, cho dù là tú cầu thì nó cũng là hai lá, nhưng mà nó cũng họ nhà cát. Nó rất là thích có nhiều nắng và nhiều gió. Trước khi mình đi phân bón thì mình chọn vị trí cho em nó trước đi. Vị trí nhà của anh chị, cái nơi nào mà nó có nhiều ánh sáng, nhiều nắng và nó có nhiều gió thì mình sẽ chọn cái vị trí mình treo, mình treo em nó. Và khi mình thấy cái hướng cây nó anh chị, quan trọng chỗ này nè. Mình đây là cái hướng để nó nhảy ra cây con nè. Cô chú anh chị thấy không, em cái này là em vừa mới tách chiếc em trồng thôi, nó chỉ cần lên lá là nó có hoa đó. Mà thường á thì cây lan của mình nó sẽ hấp thụ ánh sáng nắng vào buổi sáng là đổ từ 10 nắng, ánh nắng của 11 giờ sáng đổ đi á là tốt nhất luôn. Nên là khi mình treo cái vị trí chậu hoa á, là mình sẽ treo cái hướng, cái hướng đây, đây là cái cây đó đã từng có hoa rồi, đây là đã từng có hoa rồi thì nó đẻ nó sẽ đi tới, thì mình sẽ chọn vị trí treo về hướng này đó, để cho nó dễ lên cây con. Khi mình đi bón phân á, nó hấp thụ rất là nhanh và bật mầm gốc cực kỳ nhanh luôn. Và khi bật mầm gốc nhanh thì nó sẽ lên hoa cho mình. Cái này là mình chọn cái vị trí để mình hiểu về cây cát hơn, để mình chăm sóc nó dễ hơn á cô chú anh chị. Và nó dễ lên cây con, mình rất là dễ lùm luôn. Mình chọn vị trí và hướng nắng, hướng treo của cây cát của nhà mình rồi. Giờ mình tới tiếp tục là mình sẽ công đoạn là mình bắt đầu làm hoa cát, đúng không cô chú anh chị? Nhưng mà khi làm hoa cát thì cô chú anh chị mình biết một điều nè. Dòng cát tơ da là dòng cát một lá, mà nó đúng lên đúng cái lá của nó thôi, là cái lá một lần hoa thôi. Cái lá này đã ra hoa rồi thì nó sẽ không bao giờ lên hoa nữa. Nó không giống như dendro, là một thân dendro nó có thể là cho mình 3-4 vòi, khi mình cắt cái vòi này đúng một thân nó lại lên tiếp. Còn riêng vòng cát thì phải lên mầm gốc thì mới có cây con. Thường thì mình chơi cát thì mình ai cũng nói là lên cây con là có hoa đó, lên cây con là có hoa. Vậy khi mình chơi cái lá này rồi, anh chị nghĩ mình kích nó ra hoa nữa không? Dạ không, không bao giờ ra hoa nữa. Nó phải bật cái mầm gốc này thì nó mới có hoa. Một cái lá như vậy có thể lên hai cây con cho mình thì nó có thể có hai vòi hoa. Nhưng mà trước tiên mình làm hoa thì mình phải cho em nó lên cây con. Khi cây cát mình chăm á mà nó không lên cây con được thì cái mắt của nó có thể là nó trở thành mắt ngủ rồi, nó không được đánh thức. Thì mình cần phải đánh thức cho nó một cái loại phân để cho nó bật cái mầm gốc lên. Đó, thì anh chị có thể sử dụng là phân giống như là đạm cao là 30-10-10 hoặc là 33-11. Còn riêng em thì em hay sử dụng là dòng phân lá mít. Dòng phân này nó phổ biến luôn. Tại vì cái phân lá mít này anh chị biết cái điều gì không? Khi cây cát nó lên cây con nó rất dễ bị thối mầm gốc. Khi mình thứ nhất là mình đi phân hơi bị quá liều. Tại vì anh chị lưu ý nè, mình có thể đi đạm cao để kích mầm gốc. Mình có thể đi lân cao với lại kali cao để chi? Hai cái loại lân cao, kali cao để cho nó lên cái hoa, mà nhiều hoa trên một cành hoa. Đạm cao, lân cao, kali cao, cái gì cũng có thể cao, nhưng
lưu lượng là lưu ý không được cao nha anh chị, không được quá 2 gram. Ngay cả phân lá mít này cũng vậy, khi anh chị đi phân á, cái liều cao nó rất dễ bị thối cái mầm gốc. Mầm gốc ở dưới này là cây con anh chị, vừa mới lên thôi, có khoảng nhú lên một chút xíu là nó bị thối liền luôn. Nếu mình đi giống như là hồi trước thì em đi 20-30-10 thì em thấy là tỷ lệ nó cũng có thối mầm gốc chút đỉnh. Và khi em chọn dòng phân lá mít này rồi là không bao giờ bị thối mầm gốc luôn. Tại vì nó có kim loại nhẹ và nó có canxi á, làm cho cái mầm gốc mình rất là chắc khỏe luôn, không bị thối. Nếu mình đi phân lá mít đó anh chị, nếu mình đi phân lá mít không là phân vô cơ không á, thì cái đặc tính nó hơi bị nóng. Các hạt chất của nó hơi bị nóng, tại vì nó có canxi, kim loại nhẹ, NPK thì nó cũng nóng. Nếu mình đi lâu dài thì nó sẽ bị nóng cay cái lá mình nó sẽ không có được mướt mát. Nên là khi mình đi phân vô cơ này á thì mình phải có kèm theo phân hữu cơ luôn. Để chị cô chú anh chị biết không, cho cái lá làng của mình á nó xanh, mướt và tác dụng được nhân đôi lên luôn, thì mình sẽ có cái sự lựa chọn là em đang xài xì sò thì em thấy rất là ổn luôn đó. Mình sẽ giống như là bộ đôi không thể tách rời. Khi mình đi phân thì mình phải có hữu cơ và vô cơ. Em này thì làm cho nó mát, hấp thụ tốt và cái lá làng của mình xanh mướt mượt luôn. Nhưng mà khi mà nó xanh mướt mượt lên cái con rồi á thì cái mầm gốc của mình cần phải một cái loại phân để hỗ trợ cho nó bật cái rễ. Tại sao lên cây con thì cũng phải có rễ để chi hấp thụ và đào thải tốt. Từ cây con cũng phải hấp thụ đào thải tốt thì lúc đó thì mình có kích thải gì nó sẽ đạt tốt luôn. Nên mình sẽ cộng kèm với B1. Nhưng mà riêng cái B1 ấy, em đang sử dụng nè anh chị, em đang sử dụng vitamin B1. Tại sao mình xài vitamin B1 chị biết không? Vì nó có hàm lượng bằng 1/10 của Super Thai. Nó có nè vitamin, amino acid, đa vi lượng và đa khoáng chất luôn. Đó, mình xài vô vừa tốt rễ, vừa tốt thân, vừa tốt lá luôn. Tuyệt vời. Rồi, khi đó mình đi cái này xong rồi, vậy cái giai đoạn nào mình sẽ đi phân kích? Tại vì phân này là phân phụ thôi mà, phân chính là phân 632. Mình để cái cây con của mình bật cái mầm gốc khoảng 3 phân đó anh chị. Có nghĩa là mình lấy lóng tay mình đo đi, hơn 2 lóng tay của mình là có thể ok. Bắt đầu mình chuyển đổi, mình đi 632 thường xuyên. Một tuần mình có thể đi 3 lần. Đây, 632. Hoặc là mình đi 630 cũng được nha anh chị. 630 cũng được. Đây. Mình đi anh chị nhớ một điều nè, cát là nhớ không đi liều lượng gam cao. 632 mình vẫn đi 2 gam đổ lại thôi, không quá 2 gam. Được thì mình cộng kèm vào canxi glucagon để cho nó có tác dụng nhân đôi lên luôn. Là lúc đó mình làm hoa là tuyệt vời. Khoảng cách là tầm khoảng là từ 3 ngày đến 4 ngày mình đi một lần, hoặc là một tuần mình đi một lần cũng được nha anh chị. Đây, hai em này. Bao lâu thì nó mới lên mèo, tại vì mình nói là 3 phân đến 4 phân thì bắt đầu mình chuyển, mình đi phần 632 này. Vậy thì đi bao lâu thì nó lên mèo, đúng không cô chú anh chị? Vấn đề này thì có nhiều cô chú anh chị cũng quan tâm nè, nó là ôi vậy mình đi 632 hoài luôn hả, rồi 2-3 tháng nó không lên mèo còn sao, đúng không anh chị? Đó, vấn đề đó cũng có nhiều người quan tâm lắm. Dạ, tùy theo thổ dưỡng vùng miền nữa, với lại cũng có thể là do tác động môi trường đó nha anh chị. Thổ dưỡng nè, tác động môi trường là gì? Tác động cho mình cũng có một phần nữa là giống như là cây nó phát triển nhanh chậm là do thổ dưỡng, xong rồi nó lên mèo hoặc là không lên mèo là tùy theo cái giống lan nữa. Một số loại cát nó sẽ không lên mèo đâu, nó trực tiếp nó lên hẳn cái nụ hoa luôn, đi thẳng lên luôn, không có mèo đó. Mình vừa thấy cái nhú lên đó là nụ hoa, còn một số thì mình thấy nhú lên là có cái mèo, thì nhú lên từ từ thì tầm khoảng là như ta dao động là khoảng một tháng mà mình phát hiện là có mèo rồi đó, là lúc đó mình có thể nhìn được mèo chắc và mèo lép luôn rồi đó. Nhưng mà khi mình phát hiện có mèo chắc mèo lép á là mình phải đi một cái loại phân để bổ dưỡng cho nó, không phải đi 632 nữa, tại vì 632 là dòng phân kích, nếu mình đi nhiều nó sẽ bị suy kiệt luôn á anh chị. Nhưng mà để cho cái mèo của mình được đạt hơn á và cây của mình không có bị mất sức thì mình cần phải quay lại cái dòng phân bổ dưỡng ngay lúc ban đầu. Nhưng mà nhớ là mình quay lại cái dòng phân lúc ban đầu này, mình vẫn đi liều 2 gam luôn nha cô chú anh chị. Quay lại cái liều đi 2 gam luôn. Và mình đi khoảng cách là một tuần mình đi một lần cũng là 2 gam. 2 gam thôi. Và lưu ý là khi có mèo á cô chú anh chị, mình không tưới vào nắng buổi trưa từ 11 giờ trưa cho tính 3 giờ chiều là không tưới nước, cho dù buổi sáng đó mình quên tưới thì thôi kệ nó đi, không sao hết. Tại vì khi mà cát á nó
tưới, nó có mèo á, mình tưới á, mình tưới trực tiếp vô. Buổi buổi nắng nóng á thì cái ống nước của mình á nó đã bị nóng rồi, nó bị dẫn nhiệt vô trong đó rồi. Nó cái nhiệt nó sẽ tăng. Còn nước nó sẽ tăng lên, mình tưới trực tiếp vô thì nó sẽ bị hát. Còn nhiều khi mình nói là ơi sao cái mèo nó bị lép rồi em. Đó cũng là do ảnh hưởng, do môi trường tác động. Còn trời mưa là do thiên nhiên nó sẽ không bị đâu. Tại vì nước mưa ập xuống á, trước khi mưa là nó sẽ có một cái luồng gió nhẹ qua, xong rồi mưa rớt xuống là hạt nước nó không có bị nóng. Còn khi tác động mình làm á, mình tưới á, là cái hạt nước của mình đầu tiên nó sẽ bị nóng lên vậy. Anh chị để ý à. Nên là nó sẽ dễ bị lép nha. Khi mình phát hiện có mèo á, thì mình nhớ đừng có tưới, tưới vào 11 giờ tới 3 giờ. Anh chị thấy trên bàn em là rất là nhiều cây cáp, rất là nhiều màu sắc, mà màu nó đậm lắm. Mà có nhiều anh chị nói là ôi em ơi sao mà cũng là cây anchoi nhà chị luôn á, mà sao chị thấy em ở trên điện thoại, như điện thoại em like nó đẹp quá hay sao á. Điện thoại em like là chị thấy cái màu nó đẹp, em có tăng màu không? Bài em đăng chị cũng thấy là cái màu nó đậm nữa. Còn ở nhà chị thì cái màu nó không có được đậm như em, nó cứ nhợt 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 sao quá em ơi. Đó, đây là những cây cáp nhà em nè. Để được cái màu sắc đẹp như vậy á, là mình cũng phải có một cái dòng phân để đi, vừa có tác dụng làm cái màu hoa mình đậm nè, làm cho hoa mình lâu tàn luôn. Đó là canxi và ron nè anh chị. Nãy giờ thỉnh thoảng em hay nói anh chị mình cộng vào á, thì thời điểm mà cây đang có hoa á, mình phun em này vừa đậm màu nè, hoa lâu tàn luôn. Anh chị thấy những cái màu sắc là rất là đậm, mà nhìn cái hoa nó rất là chắc chắn luôn. Đó, đây là tác dụng của canxi và ron nha anh chị. Mình đi canxi và ron cộng với lại phân lá mít, à, một tháng mình cộng nó vào một lần. Khi mình cây đang có hoa hoặc là cây không có hoa mình cộng vô đi, để chi cây mình nó có dưỡng chất, có hấp thụ cái canxi và ron vào rồi thì tới lúc mà cần phát huy là nó sẽ phát huy thôi. Nên là cái này mình, canxi và ron này mình có thể cộng vào combo 3 hồi lúc mình dưỡng phục hồi, hoặc là lên mầm gốc mình cũng có thể cộng kèm, hay là mình cộng kèm với 632 được luôn nha cô chú anh chị. Canxi và ron thì mình có thể cộng kèm với tất cả các dòng phân luôn, và cộng ở giai đoạn nào cũng được luôn. Mà lưu ý là giai đoạn cây đang có hoa là thích nhất luôn, nó thích nhất luôn. Tại vì làm cho cái cáp của mình nó sẽ cái màu nó lên rất là đậm nè, mà bông hoa thực sự là rất lâu tàn luôn. Những nhà vườn mà trồng lan cắt cành là đưa em nó lên hàng số 1 luôn. Tại vì khi mình cắt cái bờ hoa này, có nhiều người không chỉ là chơi hoa, là chơi hoa như thế này để tàn đó anh chị. Nhiều người chơi rất là chuyên nghiệp luôn, chơi tầm khoảng là dengo thì người ta chơi phân nửa số tuổi của nó thôi, cáp cũng chơi phân nửa số tuổi, cắt dưỡng hoa. Thì cái hoa này không lẽ mình cắt rồi dưỡng hoa rồi mình bỏ cắm vào bình hoa, thì cái loại hoa mà mình không có đi canxi và ron á, cắm vào nó rất là nhanh tàn. Còn có đi canxi và ron thì mình thấy là cắm vào mình cắt rồi mình cắm bình luôn nó lại lâu tàn hơn, chất ở chỗ đó. Vậy mình cắt cái hoa này rồi, mình xuống mình cắm, đó là mình gọi là mình chơi chuyên nghiệp á. Anh chị mình tập chơi chuyên nghiệp luôn đi, để mình dưỡng cái cây của mình. Mình chơi đâu phải là để hoa một lần rồi mình chơi vứt đâu. Mình chơi để cái cây mình có lực về sau, và lần sau nữa cây mình nó sẽ có nhiều hoa thì mình chơi phân nửa số tuổi thôi. Thay vì cây cáp này, cáp anchoi này chơi hơn nửa tháng mới tàn á, thì mình chơi tầm khoảng hơn tuần đi. Mình cắt mình lấy cái hoa mình cắm mình chân trong nhà, và thân còn lại thì mình dưỡng. Thì anh chị quay lại, mình sẽ đi theo cái dòng tròn của phân bón, thì anh chị đi lại combo 3 hồi lúc ban đầu của em nói anh chị nè. Đó, mình đi lại combo 3 xong rồi thì mình tiếp tục lên cây con, thì mình đi lại 632 cộng anh Di. Đó, anh chị cứ xây vòng như thế, làm cái vườn cáp nhà mình ta nói hoa sẽ quanh năm luôn, lên cây con thường xuyên, mà lên cây con là có hoa. Chúc cô chú anh chị mình sẽ có những cái giò hoa lan thật là đẹp, em cảm ơn. Thank you.